bạn gái bên kia, bạn có thể chia sẻ một số vấn đề về ưu điểm của bạn. Ưu điểm em thì em biết nấu ăn, tiệc tùng em có thể nấu. Khuyết điểm của em là em rất biếng, hay xúc động. Chỉ cần em xem ca nhạc, nghe một bài hát đó có vẻ nó cảm động thì em tự nhiên nước mắt nó chảy. Hay là đọc truyện hay là xem phim. Bạn nam nói cái này giống bạn nam nè. Thường thì xem những cái clip nhưng mà nói về những cái tình cảm gia đình á thì nó dễ xúc động. Cũng giống bên kia, hai bạn về coi khóc đều như nhau luôn á. Rồi có khuyết điểm gì nữa không bạn? Em có một khuyết điểm lớn, đó là em hơi bị vô tâm. Theo cái kiểu là khi mà em tập trung làm một cái gì đó thì em bỏ mặc hết những cái xung quanh. Kiểu giống như điện thoại thì có thể là em không nghe. Nhiều khi mẹ gọi ăn cơm em cũng... Cái này người ta gọi là tập trung hết sức mình cho công việc, dạ. Cũng có. Mà có phải cho công việc thiệt không? Dạ có công việc chị. Hay là nhiều khi rồi đang ngồi với cô nào rồi dạ. Cứ làm bộ nó công việc rồi bạn gái gọi không nghe. Dạ đâu có đâu. Ưu điểm của em bạn tập là trung gì? Công việc. Nói về ưu điểm của em thì em thích con nít, cũng biết nấu ăn. Em thì dân công nghệ mà nên thích, rất là thích vật. Mà có một cái là hồi xưa thời còn trẻ là em tán con bé kia mà bé nào tán cái cô kia mà em cố tình em cài cái máy á cho nó bị lỗi á, là em qua em sửa hoài luôn. Cứ tháng là em tới qua em sửa lần để gặp. Chúc cho anh mượn cái điện thoại chút xíu nha. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi qua? Dạ em thì chỉ có một mối tình cách đây cũng khoảng 5-6 năm ạ, mà cũng có mấy tháng à. Kiểu như con nít mình mới lên thì thấy bạn trai đẹp trai thì mình mới thích và yêu nên là chưa có chững chạc. Mê đẹp trai ha. Thấy bạn bây giờ trai còn đẹp mê trai. Không mê chứ, gái thì phải mê đẹp trai đẹp chứ. Ồ vậy hả? Ờ giống chị quá. Rồi sao nữa em? Tại vì bây giờ là ba mẹ em cũng lớn tuổi, lại em cũng muốn kiếm một người để mà nếu được trải qua một chút tình yêu cho biết. Nếu được khi nào mình tiến tới hôn nhân nè? Thì khoảng 1-2 năm nữa, sớm thì 1 năm. Bạn trai bên kia có mấy mối tình rồi em? Trước giờ em quen cũng khá là nhiều. Mà bây giờ khi mà lớn lên thì mình suy nghĩ lại là mình thấy là mình cần một cái mối tình nào đó nó ổn định hơn. Em có mối tình nào nó sâu sắc em kể nghe. Có lẽ là cái mối tình hồi đi học. Thôi, đó là xa lắm, đó là dạ. Còn những cái mối tình khác theo kiểu dạng giống như em thấy mấy bạn nữ bây giờ theo kiểu là quen yêu đương thì được, nhưng mà để khi mà nghĩ đến một cái gì đó nó xa hơn thì mấy bạn nó chưa suy nghĩ tới. Thì em thì lại có cái xu hướng về gia đình. Trong các mối quan hệ thì em vẫn luôn có một cái là mình có một cái định hướng để mà đi tới lâu dài. Nhưng mà khi mà quen tìm hiểu thì lại thấy mấy bạn đó lại vẫn còn một cái gì đó nó ham chơi, cũng chưa suy nghĩ đến, hoặc là, thế là chia chỉ tay. Yêu là chỉ cần một cái người quan tâm này nọ thôi chứ cũng không có muốn là một cái gì đó nó lâu dài á. Vậy bạn gái bên kia bây giờ yêu nhau, bạn có hướng đến một cái tương lai gọi là kết hôn không? Dạ có ạ. Có. Bên đây bị hối rồi, trong 1-2 năm là tiến tới hôn nhân thôi. Bạn trai bên kia thì muốn bao giờ kết hôn được? Em thì cũng xác định là trong khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Wow. Vì em năm nay cũng 29 tuổi rồi. Rồi, nhưng mà bạn trai bên kia muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Nhìn hiền một xíu. Rồi, có hiền. Thứ hai nữa là bạn nó cũng là cái mẫu người về gia đình giống như em vậy. Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Theo kiểu dạng giống như là những cái chuyện cũ thì qua rồi thì mình cho qua đi, nhưng mà khi mà mỗi lần giận nhau thì lại lôi cái chuyện cũ ra nói thì em lại không thích như vậy. Rồi một những người mà phụ nữ mà cũng hay cầu nhau quá. Mà thường phụ nữ hết 90% là vậy rồi đó em. Nhưng mà cũng đừng có lặp đi lặp lại nhiều quá chị. Nhiều em... quá nhức đầu đúng dạ, không? Rồi. Đúng ạ. Bạn gái em thích mẫu người bạn trai như thế nào? Phải cao hơn em. Là khoảng 1m7 trở lên rồi phải chững chạc. Điểm gì em không thích? Đi nhậu đi đâu về luôn cầu nhau quá. Nói chung là khó tính. Vậy là cặp này không ai cầu nhau hết. Tại vì bên kia cũng ghét cầu nhau mà bên này cũng ghét cầu nhau. Thường mấy người ghét cầu nhau hay cầu nhau lắm. Linh được cái nói đúng không à? Rồi. Đề đáp ứng gần được như ha. Hết nhu cầu luôn. Ngon ha. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m76. Được ha, chuẩn ha. Rồi chắc bên này 6 tháng cho cưới rồi đó. Dạ cảm ơn. Nhưng mà giờ lấy xong về là mình ở đâu em? Dạ chắc là ở Vũng Tàu nhà em ạ. Ở resort đó, tao làm resort ở resort luôn. Bây giờ em ở với mẹ. Nếu mà được làm dâu thì tốt ạ. Bên này dễ mà, nấu ăn đồ giỏi hết rồi làm dâu em cũng nấu ăn được. Đơn giản. Ủa nhưng mà ở với mẹ hôm nay mẹ biết đi tham gia chương trình không? Dạ có, mẹ em có tham gia, mẹ em ngồi. À được rồi, cặp này chị thấy hợp lý rồi đó. Được được. Được không? Trời ơi được lắm em ơi. Ủa lên nha không? Em cũng dạ, được là chị cũng ghen được. Ghen thì ai cũng ghen nhưng mà em cũng không có ghen đến mức mà đúng rồi, mình hiện đại mà có nhiều ghen ha. Cái gì nó hơi quá mới nói thôi. Để anh xem mặt đàn gái coi. Ô chào em gái. Bây giờ em đoán anh đó như thế nào? Cao. Cao. Thì anh nó 76 là cao rồi. 76 là quá cao rồi. Mặt thì chắc cũng đẹp trai. Em thích đẹp trai, thích giọng nói anh không? Dạ, giọng nói thì không thích lắm. Em thích giọng nói như thế nào?
Nói chung là cỡ anh Huyền Linh. À, là ý là mình người nào mà già rồi mới giống như anh Huyền Linh với Tường, là nó khào đó anh. Khào đó. Nhưng mà cái chuyện làm dâu đó tính sao? Thì làm dâu được ạ. Anh thấy cũng ổn rồi đó. Vậy cặp này 6 tháng cưới được anh Linh. Được á. Cho hỏi mẹ bạn trai trước đi, tại có mẹ ngồi ở dưới nè. Đúng rồi. Ha, dạ chào cô. À, chào anh Hoàng Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ chào, chào cô. Tôi là Trương Thị Hoa, là sống ở thành phố Vũng Tàu. Tôi thì nói là chứ cả đời không có đi đâu mà không có gì giao lưu với đông người nên là dư đằng sung lắm. Dạ. Tôi cũng thấy là cô gái là ưng. Dạ ưng rồi. Ưng của hả? Em chào bác gái đi em. Chào bác. À, vâng chào con. Rồi bây giờ nếu mà hai cháu mà nó tiến tới hôn nhân thì tôi cũng nhất trí. Nhất trí luôn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ạ. À, chị gái. Dạ em chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chị. Em là chị của Hoa. Thì thấy về ngoại hình, tính cách thì rất là ok. Dạ cảm ơn chị. Có phong cách. À, còn riêng về em Hoa thì như thế này. À, tính tình của em thì em rất hiền và rất là việc gia đình thì rất là ok về bếp núc, nhưng mà có cái là rất là hay là em rất là chiều, là kiểu như nếu mà ai mà sau này được làm chồng của em thì cái sự chiều về cách ăn uống này kia em rất là tận tình. Yeah. À, nên là nếu mà theo chị á thì hai đứa có thể là bấm nút hẹn hả? Chị rất là ok. Rồi mẹ thì là cũng đã ưng bụng. Như vậy giờ vấn đề quan trọng còn lại ở hai em nha. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai em ít phút trò chuyện. Em có món quà tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ có. Tại sao anh không hỏi anh trước? Em quan điểm về tình yêu như thế nào? Đối với em tình yêu á thì hai bên phải hiểu nhau, tôn trọng nhau. Anh cũng vậy, anh nghĩ vậy. Trong mối quan hệ thì mình nên thành thật với nhau. Tật xấu hay gì đó thì mình vẫn có thể là mình chia sẻ, chứ đừng có để sau này khi mà phát hiện ra thì nó lại không hay. Vậy anh có tật xấu không? Như hồi nãy anh có chia sẻ đó là anh hơi bị vô tâm theo cái kiểu là khi mà tập trung về một cái vấn đề nào đó thì... Cái đó đồng quan điểm với em. Em cũng hơi vô tâm. Trời ơi. Tại vì một khi mà em tập trung vào việc, đặc biệt là việc mà em đang làm rất là thích thì... Thường tôi thấy tặng cho bạn gái thì mới quen thì người ta tặng chiếc vòng cầu hôn, chiếc lắc tay hay sợi dây chuyền, đôi bông tai, tặng cái xích chân, chưa có xích được đâu. À, em có một cái điểm đặc biệt là em trùng tên với mẹ anh. Mẹ anh cũng tên Hoa. Hoa. Dạ. Vậy là nếu mà có cơ hội thì sau này Hoa sẽ là một cái tên gì đó nó... Thế là anh sẽ ghi nhớ nhiều, tại vì là hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời anh. À, thấy trùng hợp á, vụ này được á. Tại vì đây là lần thứ hai chương trình gọi anh đến đây. Lần trước là có một cô bé kia nhưng mà không hiểu tại sao đi công tác về cái là bỏ ý định tham gia chương trình luôn. Thì lần này gặp em thì anh nghĩ chắc đây là một cái duyên thì anh sẽ nắm bắt cơ hội này. Em cảm ơn anh. Cái đó người ta gọi là duyên đấy anh. Anh hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái duyên với nhau. Đây, đặt tay vào nút bấm đi em. Bấm nút là tiến tới xa hơn nữa nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, đứng xíu đây các bạn. Nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ chúng ta có thể đeo được cái... Xích chân. Có gì đâu mà ngại. Hãy đeo cho bạn ấy. Rất đẹp, cũng hợp thời trang và nhiều ý nghĩa. Đúng rồi. Vừa lắc vừa xích. Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hai bạn nghe ở dưới người ta reo hò điều gì không? Dạ không biết ạ. Hãy thôi đi bạn. Nào hãy nhớ ngày hôm nay nhá. Em xin phép chị cho em. Đó, thấy chưa? Chị gật đầu rồi. Phép em. Dạ.